Hey hey, chào mừng đến với đề 2.1 khối E7 huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương nước Việt Nam khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương như sau. 1. My cousin like uh, making pottery. À, uh, các anh họ của tôi thích làm gốm. Making pottery là đúng rồi, 1A à, chính xác. Câu 2. Ngày hôm qua tôi đã ở Hà Nội thì I we sao đi với was được hả chơi? Câu này phải là we were, 2 phải là 2C mới đúng câu 3 Phúc nó hỏi cái gì mà để bạn ấy trả lời tôi đi học tôi đi bộ đi học như vậy là how nhá các bạn sẽ chọn là 3 B how do you go to school bạn đi học thế bằng cách nào câu 4 my bag is cheaper than her bag her bag là câu 4 A ta cần tính từ sở hữu chứ không cần đại từ sở hữu ở đây câu 5 chấm chấm make noise make a noise Don't make a noise. They are taking exam. Ok, à, các bạn sẽ chọn câu 5b nhé là đừng làm ồn. Nhưng mà chỗ này đề hơi có vấn đề các bạn ơi, đề nó phải là don't make noise, đừng làm ồn chứ không phải don't make a noise nhá Chúng ta không có a noise trong trường hợp này đâu. Thì các bạn sẽ chọn 5b là đáp án của chúng ta. Đừng làm ồn. Bởi vì they are taking an exam. Cái đề kiểu gì đấy ta? An exam là một kỳ thi mà nó lại có SC ở phía sau được, thầy cũng lạ thật đấy để huyện thầy rất là thầy thấy buồn cười luôn á. À, đọc xong rồi thấy chán Và muốn chữa đề nữa. <laughs> tiếp tục với câu tiếp theo đó là tôi là người chăm chỉ bởi vì tôi luôn đạt điểm tốt cho nên chứ. 6 phải là đi với a 6a so i always get good mark. Cho nên tôi luôn đạt điểm tốt ở trường. Có 7 have you got homework to do? Bạn có bài tập về nhà để làm không? Yes, a lot. Vâng, nhiều lắm. 7A là đúng rồi à, Với câu tiếp theo là câu số 8 Anh trai của cậu ấy là một giáo viên Is a teacher. 8C là đúng rồi à, Câu 9 Nếu như mà nước bị bẩn thì rất nhiều cá sẽ chết Ở đây là câu điều kiện loại 1 Thì chúng ta có V nếu V nếu là hiện tại đơn Còn V thì là tương lai đơn Will die là đáp án của chúng ta Trong này các bạn sẽ chọn 9C cho thầy Câu số 10, Trịnh Công Sơn là một trong những greatest greatest Vietnamese artists là những uh, gì đây ạ? nghệ sĩ vĩ đại nhất. Các bạn sẽ chọn là 10A chính xác. Câu 11, uh, câu 11 chúng ta chữa rồi đúng không nhỉ? Mình dành 2 tiếng ở ngoài vườn mỗi ngày sở thích của anh ấy là gardening. 11B chính xác. Câu 12 nào. Câu 12 what did you do on your holiday bạn đã làm gì vào kỳ nghỉ của mình? à, uh, chọn yes I did là sai bắt tay là nhà rồi câu này phải là tôi chụp rất nhiều ảnh I took lots of photos thì ở đây các bạn sẽ chọn là 12B câu 13 nào tôi thường đi đâu uh, go a bike là không đúng mà phải là ride a bike học nào không nhớ được cái gì con động từ ride a bike có nghĩa là đạp xe đạp bạn không nói go a bike được đâu không thể nói như vậy được thì ở đây chúng ta chọn 13C nha Chào mừng đến với bài reading số 01 của chúng ta There are a lot of TV, a lot là nhiều, nhiều thì phải đi với there A Như vậy câu 1 là A là đúng, chính xác Chúng ta chuyển sang câu số 2 uh, Future film are very exciting uh, and relaxing Đúng không nhỉ? Các bạn sẽ chọn and 2B là chính xác Câu 3 uh, News is another TV program Vietnamese people like uh, nó giúp nó giúp chúng tôi biết được cái gì đang xảy ra Đây là những chương trình News News là cái gì? Là thời sự đúng không? Thời sự World News là chương trình thời sự Nó là một chương trình Một chương trình thì các bạn phải thay thế bằng it Chứ không phải là đây Mà đây là it helps It là chủ ngữ Tại sao lại có SC ở it nhỉ? It là chủ ngữ thì không nên có SC chứ Không có SC đâu nha Vậy thì câu 3 là C It helps people know what is happening around the world. Nó giúp cho người ta biết cái gì đang xảy ra trên thế giới. Câu 4. Họ tham gia những buổi diễn này để trở thành những cái gì nổi tiếng. Uh, become singer. Uh, in the future. In the future là đáp án của chúng ta. Các bạn sẽ chọn 4C. In the future. Chúng ta có cụm từ in the future chứ không bao giờ có cụm từ at the future. Uh, các khán giả yêu thích cái gì? Uh, Beautiful voice đúng rồi. Chúng ta có danh từ, cụm danh từ beautiful voice là giọng đẹp, giọng hay. Còn awful là giọng kinh khủng, awful là kinh khủng, noisy là ồn ào. Các bạn sẽ có đáp án là nằm A. Chào mừng đến với bài reading số 02 của chúng ta. thầy sẽ thầy sẽ dịch bài này nhá. Serena Serena William là một người chơi chuyên nghiệp, chơi tennis chuyên nghiệp người Mỹ. Cô ấy được sinh ra năm 1981 ở Michigan. Cô được biết đến là một trong những người chơi nữ, một nữ uh, vận động viên uh, môn tennis của mọi vĩ đại nhất mọi thời đại. Uh, cô đã từng là số một thế giới uh, trong các nội dung là đơn nữ và double, double là là gì đôi, đôi nữ trong môn tennis năm 1999 cô giành giải Grand Slam đầu tiên. À, cô ta bắt đầu chơi cái môn tennis này khi cô còn rất là bé và cô chuyển sang chơi chuyên nghiệp khi cô được 14 tuổi. À, từ đó đến nay thì cô đã có được 4 huy chương vàng Olympic và 23 giải đơn nữ Grand Slam, giải vô địch đơn nữ Grand Slam à, với những cái phong với phong cách rất là mạnh mẽ thì cô ta đã thay đổi cái, cái cách mà những người phụ nữ cách chơi dành cho nữ chuyên nghiệp trong cái môn tennis này chị gái lớn của cô ấy là Venus William thì cũng rất là nổi tiếng họ chơi đôi nữ à, chơi đôi đôi nữ đồng đội nữ cùng nhau và à, họ là hai người phụ nữ mà có nhiều giải nhiều giải vô địch Grand Slam nhất trong số các cái các cái vận động viên các cái vật thủ nữ này có một à, đoạn văn nói về cái gì thì đoạn văn nói chủ yếu về Serena William là đúng rồi 1A à. Câu 2 Môn thể thao nào mà Serena và cô ấy chơi Cô ấy chơi được môn thể thao nào thì đó là môn tennis 2A à, là đúng rồi Câu 3 Nơi nào cô ấy, khi nào thì cô ấy trở nên nổi tiếng Trở thành chuyển sang chuyên nghiệp Thì năm 1990 mấy thì cô ấy chuyển sang chuyên nghiệp nhỉ Ở đây nó chỉ nói là Cô ấy được sinh năm 1981 và đến khi được 14 tuổi cô bắt đầu chơi chuyên nghiệp. Các bạn lấy 1981 cộng 14 tuổi các bạn sẽ ra 1995. Như vậy 3C là đúng. Câu này nó hơi lắt léo một tí các bạn phải sử dụng toán học để tính ra là cô ấy được bao nhiêu. Và các bạn cũng phải hiểu bài rất kỹ mới làm được. Như vậy cái câu này thì sẽ không dành cho học sinh trung bình mà các bạn bắt buộc phải khá trở lên mà khá phải là 7.5 trở lên thì mới làm được câu này. Câu 4 có bao nhiêu giải huy chương vàng mà cô ấy đã có cho đến nay? Thì cho đến nay cô ấy đã có tới 4 giải huy chương vàng trong nội dung đơn nữ đúng không? 4 giải huy chương vàng, 4A là đúng rồi. Câu số 5, à, ai à, cô ấy à, lập team với ai, nhập đội với ai thì cô ấy nhập đội với chị gái lớn của mình chính là Venus William, 5C là chính xác. Chào mừng đến với phần writing của chúng ta. Câu 1, Dũng thích đọc sách truyện tranh. Thì love cộng reading ở đây love cộng với reading thì các bạn sẽ chọn đáp án 1b nhé, Bạn sửa nó thành reading. Câu 2, chị tôi và tôi không thích cái gì thì ở đây chị tôi là một người và tôi là hai người. Hai người thì đi với động từ a chứ không phải động từ em. Vậy thì các bạn chọn hai à a đáp án 2a nhá. Câu 3, we are living with our parents on six Learner Street. Câu này các bạn sẽ chọn đáp án là 3c. Uh, at six as number six sống ở địa chỉ nào thì phải chọn ất chứ không phải là on nhé thì các bạn có bác đáp án đáp án là 3 c câu 4 they go to the art club uh, họ đi tới câu lạc bộ mỹ thuật to a week hai lần một tuần thì nó không phải là tu mà nó là twice các bạn sẽ chọn 4 c câu 5 ngày mai sẽ là the good day tomorrow will be the good day uh, good day là ngày tốt ngày tốt ngày đẹp thì phải là a good day chứ không phải the good day nhé. Các bạn sẽ chọn a good day như vậy. Các bạn sẽ chọn năm là b. Ngoài ra thì chỗ này chúng ta hoàn toàn có thể có một đáp án khác nữa à, theo như ngu kiến của tôi với những trình độ 10 năm phiên dịch cộng với mấy năm dạy học thì tôi sẽ có thể chọn đáp án là a cũng được tomorrow is the good day. Tại sao tôi chọn được câu này? Bởi vì ta sẽ có tomorrow is a good day the good day good day rất nhiều người người ta sẽ sẵn sàng nói câu này bởi vì tomorrow là chủ ngữ is là động từ to be và a good day the good day là danh từ như vậy câu này về mặt ngữ pháp nó hoàn toàn không sai như vậy cái đề này chưa hẳn là đã ngon đề này vẫn có những cái hạt sạn các bạn cần lọc ra. Tuy nhiên thì đáp án của huyện có thể người ta sẽ chọn rất có thể khoảng 99,9% người ta sẽ chọn B. Nhưng nếu như các chuyên gia ngôn ngữ học thì người ta vẫn hoàn toàn có thể chọn A nhá. Yeah. Ok, chúng ta chấp nhận điều đó đi. Và đây là phần writing của chúng ta. Nhà tôi thì nhỏ hơn nhà bạn, vậy nhà bạn to hơn nhà tôi. Câu này ta có đáp án như sau. Your house is bigger my house. Câu tiếp theo, anh trai của bạn ấy thích xem phim, thì anh trai của bạn ấy cũng thích xem phim. Watching films. Câu tiếp theo, anh ấy học chăm lắm, cho nên anh ấy luôn đạt điểm tốt, bởi vì anh ấy học chăm, phải anh ấy thường đạt điểm tốt. Because he study hard phải he often gets good mark ở đây các bạn sử dụng liên từ because đứng đầu câu thì như thầy đã nói ở giữa không có dấu à không có liên từ nào khác nữa mà thay bằng một dấu phẩy nhắc lại này khi liên từ đứng đầu câu ở giữa hai vế câu có một dấu phẩy còn khi liên từ mà đứng, đứng giữa câu ấy thì không còn dấu phẩy nào Nhá. câu 4. hoa thích môn tiếng Anh nhất. Vậy thì favorite subject, môn học yêu thích nhất của Hoa là là English. English mà thôi. Cô Nam, it is not good. Cái, cái gì mà not good thì chúng ta chuyển thành we should not, đúng không? We should not, gì đấy? Play games online. Chúng ta không nên chơi điện tử online quá nhiều, không tốt đâu nha. Ok. Chào mừng đến với bài writing cuối cùng. Nhà của tôi ở tương lai thì vẫn phải thì tương lai nhé. Cứ tương lai hết mà thôi. My future house will be will be a tree house. Một ngôi nhà ở trên cây người ta gọi là tree house. Một ngôi nhà thì phải là a tree house. Uh, nó sẽ ở trong rừng. It will be will be in the forest. Nó sẽ ở trong rừng. Bạn phải có in the forest. Nếu bạn không có in là mất điểm. Bởi vì nếu bạn không có in thì bạn chữa thành cái gì? It will be the forest. Nó sẽ là cả khu rừng à? To quá. Nó sẽ là ở trong rừng nha. Uh, nó sẽ có cái gì? Có 5 phòng và có robot. It will have 5 rooms and some robots. Nó sẽ có 5 phòng và vài robot. Ok. Và robot sẽ giúp tôi uh, order đồ ăn. Robots will help me. Tại sao là Will liên tục như vậy? Bởi vì tất cả những thứ này ta đang diễn đạt ở miền tương lai. Toàn bộ các động từ này cần phải chia ở miền tương lai. Những bạn nào mà cắm mặt vào làm, ấy, không đọc đề thi, ấy, không đọc câu hỏi thì không biết nó hỏi cái gì đâu. Robot will help me order the food and do the housework. Ok. Và câu cuối cùng, câu cuối cùng thì thầy sẽ viết lên đây vì không còn đủ chỗ trống. Và cuối cùng thầy viết lên chỗ trắng trắng này. There will be vẫn phải là tương lai. There will be a lot. A lot à? A lot thì phải đi với. Với ở bạn nào không có of thì toan nhá. A lot of beautiful flower. Uh, nhiều nhiều hoa đẹp này uh, xung quanh nhà tôi. Around my house. Nhiều hoa đẹp xung quanh nhà tôi. Ok, đây là đáp án của chúng ta cho bài này. Kết thúc phần mã đề thi 2.1. Chúc các bạn đạt điểm thật là cao. Goodbye!